Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong thủy Tuệ Khanh. Trong chương trình ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn biết là gì về cái tuổi Mậu Tý xây nhà trong năm 2022 Nhâm Dần thì có tốt không? Đấy. Thì với nội dung chương trình này thì tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn biết được những cái ý chính như sau. Đầu tiên là tuổi 1948 tuổi Mậu Tý. Đấy. Năm 2022 Nhâm Dần có xây nhà được hay không? Nội dung thứ hai là gì? Nếu mà trong trường hợp mà không xây được hoặc xây được hoặc là muốn mượn tuổi người khác động thổ thì sẽ mượn tuổi nào? Tôi chia sẻ cho quý vị là từng tuổi một. Tiếp theo là gì? Cái hướng nào tốt, hướng nào tốt, hướng nào xấu với người tuổi Mậu Tý sinh năm 1947, tức là chọn cái hướng nhà tốt cho những người sinh năm 1948 là tuổi Mậu Tý. Đấy. Nội dung tiếp theo đó là gì? Tôi sẽ chỉ cho quý vị, chia sẻ cho quý vị là những cái tháng nào tốt cho người tuổi Mậu Tý xây nhà, đấy. Tháng nào tốt để xây nhà trong năm 2022 Nhâm Dần với những người tuổi Mậu Tý. Tiếp đến là gì? Sau khi chọn xong ấy, thì tôi sẽ chia sẻ cho quý vị là gì? Những cái hướng cổng, hướng cửa, hướng bếp, hướng ban thờ đặt ở những chỗ nào thì tốt để được mang lại cái tài lộc, mang lại may mắn, mang lại cái phúc đức cho gia đình nhà mình. Đó, đó là toàn bộ nội dung tôi sẽ chia sẻ cho quý vị trong ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái mục đầu tiên là gì? Tuổi 1948 năm 2022 có xây nhà được hay không? Thì ta xét về tuổi 1948 là tuổi Mậu Tý, có ngũ hành là thuộc hỏa. Đúng không? Năm 2022 Nhâm Dần những người sinh năm Mậu Tý 1948 là được đã 75 tuổi. Thì những người này sẽ bị phạm cả kim lâu, phạm cả hoang ốc, phạm cả tam tai. Đấy. Theo dân gian ấy thì những cái phạm này thì chúng ta sẽ không xây được nhà. Đấy. Và với tuổi Mậu Tý thì chúng ta có thể chọn được những tuổi nào để động thổ. Thì nó vào vấn đề thứ hai là gì? Không xây được nhà đúng không ạ? Thì chúng ta mượn tuổi nào? Mượn tuổi nào để xây được? Thì chúng ta sẽ mượn tuổi sau này. Vì tuổi Mậu Tý đúng không ạ? Chúng ta có thể chọn tuổi Giáp, Mậu Canh, Ngưu Dương, tuổi Sửu và tuổi Mùi. Thì tuổi Mùi Mậu Tý là hỏa đúng không ạ? Hỏa khắc được kim, chúng ta có thể mượn tuổi là 1955 là tuổi Ất Mùi có ngũ hành thuộc kim. Thứ hai là gì? Mậu Tý thuộc hỏa, tuổi Tỵ, Bính Mậu tại Tỵ thì Quý Tỵ là thủy, Ất Tỵ là hỏa, thì chúng ta có thể mượn tuổi 1965 là những người sinh năm Ất Tỵ đấy, hoặc là gì? Tân Tỵ là 2001 hỏa khắc được kim, chúng ta có thể 2001 là Ất Tỵ. Đó, 1953 quý tỵ là thủy, thủy khắc hỏa đấy, không được. Đấy. Như vậy là ít nhất là quý vị có thể mượn được 3 tuổi này. Để quý vị 3 tuổi này không bị phạm kinh lâu, không bị phạm hoang ốc, không bị phạm tam tai. Đấy, thì quý vị có thể là mượn tuổi này để động thổ được. Còn quý vị mà muốn tư vấn thêm về những tuổi khác mà không mượn được những tuổi này ấy, thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại của thầy Tuệ Khanh để được tư vấn. Tiếp theo là gì? Nội dung tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị là gì? Người sinh năm 1948 là tuổi Mậu Tý thì sẽ hợp với hướng nào? Ở hướng nào thì tốt, ở hướng nào thì xấu và cách hóa giải ở hướng xấu như nào? Và làm thế nào để thu được tài lộc cho những người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948? Thì chúng ta đã biết là gì? Những người sinh năm 1948 tuổi Mậu Tý, tức là cung mệnh là cung Đoài thuộc Đông Tứ Trạch, là thuộc Tây Tứ Trạch. Cung Đoài thuộc Tây Tứ Trạch đúng không ạ? Thì mệnh Trạch là Tây Tứ Trạch, Tây Tứ Mệnh. Những người tuổi Mậu Tý có những hướng tốt là hướng sau này. Hướng Tây là một này, thứ hai là hướng Tây Nam, thứ ba là hướng Tây Bắc, thứ bốn là hướng Đông Bắc. Và những hướng xấu với những người tuổi Mậu Tý là gì? Hướng Đông, hướng Đông Nam, hướng Nam và hướng Bắc. Thì với những người tuổi Mậu Tý mà muốn xây nhà ở những hướng Bắc, hướng Đông, hướng Nam và hướng Đông Nam trong năm 2022 thì nó ở hướng Bắc này bị phạm họa hại, hướng Đông thì phạm vào tuyệt mệnh, hướng Nam thì phạm vào ngũ quỷ, hướng Đông Nam thì rơi vào lục sát, đúng không? Thì chúng ta có thể là gì? Nếu muốn xây nhà ấy, trong trường chưa xây muốn xây thì chúng ta nên chấn chạch, chấn chạch, sử dụng bộ chấn chạch chi bảo là gì? Chấn chạch cho nó vượng long và nó kích hoạt cái tài lộc cho ngôi nhà của mình. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai là gì? Nếu quý vị đang ở trong ngôi nhà không hợp hướng này, nó bị xấu như này, thì quý vị có thể sử dụng một cái gương bắt quái tinh cầu. Gương bắt quái tinh cầu. Đấy, bằng gỗ đào để làm gì? Để hóa giải, để
Cái gương bát quái tinh cầu là gồm một cái gương đúng không ạ? Gương bằng gỗ đào sử dụng 8 bức quẻ tiên thiên. Đó. Thứ tự sắp xếp là càn đoài lưỡi trấn, tốn cảm khấn khôn để làm gì? Để hóa giải cái xung sát này ra. Ngoài ra thì ở giữa có một cái gương bát quái tinh cầu. Thì cái gương gương cầu này thì nó cũng có tác dụng là gì? Đẩy những cái thế sát ở trước cửa nhà mình là một, thứ hai là hóa giải những cái sát do cái nhà không hợp hướng mang lại. Nhưng ví dụ nhà quý vị mà ở trước cái bãi tha ma là một này, thứ hai là gì? Trước cửa có ngã ba có đường đâm vào thì quý vị cũng có thể sử dụng cái gương bát quái tinh cầu này để hóa giải. Với nhà hướng xấu nhá, thì quý vị một là trấn trạch, hai là sử dụng gương bát quái tinh cầu, thứ ba là gì? Nếu mà trong trường hợp mà hóa giải xong ấy, thì quý vị muốn thâu thu tài lộc, muốn chiêu tài lộc về nhà mình thì quý vị sẽ sử dụng một cái pháp khí là Mai Hoa Phú Quý. Mai Hoa Phú Quý, cái Mai Hoa Phú Quý này để treo trước cửa nhà để làm gì? Chiêu tài. Sau khi hóa sát xong nhá thì chúng ta sẽ sử dụng Mai Hoa Phú Quý để chiêu tài, chiêu tài lộc, chiêu cái may mắn cho gia đình nhà mình. Còn với những người mà sinh năm 1948 mà ở vào các hướng tây này thì được phục vị này, hướng tây nam thì được thiên y, tây bắc được sinh khí, đông bắc được diên niên. Đây là các hướng tốt. Đó là quý vị xây nhà trong năm nay ấy, trong năm 2022 mà xây ở những cái hướng tốt như này thì quý vị cũng có thể là trấn trạch đúng không? Trấn trạch. Đấy. Trấn trạch để được gì? Vừa được vượng vượng long để là thâu thu tài lộc cho nhà mình, để cho nó được vượng cái trạch đất nhà mình. Thì khi ở nó sẽ phát phú phát quý tùy theo nhu cầu của gia đình. Thứ hai là gì? Những nhà hướng tốt này trước cửa chúng ta sẽ treo một cái mai hoa phú quý. Mai hoa phú quý. Đấy, treo trước cửa nhà để làm gì? Để chúng ta chiêu cái tài lộc, chiêu cái may mắn. Những nhà nào mà chưa xây nhá, thì chúng ta có thể trấn trạch được. Đã, còn xây rồi thì chúng ta sẽ sử dụng cái mai hoa phú quý để chiêu tài. Quý vị thắc mắc là tại sao ở bao lâu chưa tài lộc ấy, thì quý vị có chiêu đâu mà có đúng không? Muốn chiêu thì sử dụng cái mai hoa phú quý. Đấy. Đấy là toàn bộ gì? Những cái hướng tốt xấu và cách hóa giải cho những người sinh năm 1948 Mậu Tý. Tôi nhắc lại nhé, những người sinh năm 1948 Mậu Tý mà muốn xây nhà năm 2022 ở các hướng xấu đó, thì chúng ta nên trấn trạch là một. Thứ hai, nếu đang ở những nhà hướng này thì chúng ta sẽ sử dụng một gương bát quái tinh cầu để hóa giải. Đấy. Còn muốn thâu thu thêm tài lộc cho mình thì quý vị sẽ sử dụng cái mai hoa phú quý. Đấy, đấy là nội dung thứ hai. Nội dung thứ ba, nội dung tiếp theo mà tôi sẽ chia sẻ cho quý vị đó là gì? Cái tháng nào xây nhà đấy, với tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 thì tháng nào xây nhà sẽ là tốt nhất đấy. Thì đây tôi chia sẻ tiếp theo là cái bảng tổng hợp những hướng nhà làm tốt năm 2022 nhâm dần và xây vào tháng nào đúng không? Thì như chúng ta đã biết là gì, tháng những cái năm 2022 có bốn cái hướng xấu nào chúng ta không xây, đó là gì? Những nhà tọa thân hướng dần lại phạm vào thái tuế và tọa phạm mộ kỷ đối thiên ta không xây. Thứ hai là gì? Những nhà tọa tý hướng ngọ phạm tam sát tam xây. Tiếp theo là gì? Những nhà tọa dần hướng thân đấy, thì tọa bị phạm vào thái tuế hướng hướng tuế phá chúng ta cũng không xây. Hướng tiếp theo là gì? Hướng dậu đúng không ạ? Sơn dậu, sơn dậu thì tọa bị phạm vào tam bích và hướng thì phạm hướng thất xích thì chúng ta không xây. Thì ngoài các sơn đó chúng ta có thể xây vào những tháng như sau đấy. Quý vị nhé, đây là từng hướng một nhé, quý vị hãy đo đạc cẩn thận rồi sẽ gì đo đạc cẩn thận rồi chọn cho mình một cái tháng để mình xây được các lợi nhất. Đầu tiên tôi chia sẻ đó là hướng bắc. Hướng bắc sẽ gồm ba sơn là nhâm tý quý có tọa độ từ 337,5 độ đến 22,5 độ đúng không, nhâm tý quý. Thì với hướng bắc này chúng ta xây vào tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 6, 3, 4, 5, 6. Đấy. Thì với sơn tý này này thì chúng ta không xây vào tháng 5, sơn tý xây vào không xây vào tháng 5 nhé, tại vì tháng 5 là tháng ngọ, tý ngọ tương xung ta không dùng. Tiếp theo là gì? Hướng thứ hai là hướng đông bắc. Hướng đông bắc sẽ gồm ba sơn sửu cấn dần thì cái ông dần này này bị phạm vào thái tuế ta không xây rồi. Những nhà mà có tọa độ từ 22,5 độ đến 52,5 độ thì chúng ta sẽ xây vào tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 11, tức là cái hai sơn sửu và sơn cấn ấy. Đấy, ta xây vào tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 11. Tiếp đến là gì? Hướng đông. Hướng đông có ba sơn là giáp, mão và ất. Đấy. Nó có tọa độ từ 67,5 độ đến 112,5 độ thì chúng ta sẽ xây vào tháng 3, tháng 6 và tháng 12. Đấy, ba tháng tốt để xây nhà hướng đông. Tiếp đến là gì?
Hướng Đông Nam sẽ gồm ba sơn là Thìn, Tốn, Tị đúng không ạ? Nó có tọa độ từ 112,5 đến 157,5 độ. Đây này, với nhà hướng Đông Nam gồm thuộc có ba sơn Thìn, Tốn, Tị thì chúng ta sẽ xây vào tháng 2, tháng 3, tháng 11 và tháng 12. Tiếp theo là hướng Nam. Hướng Nam thì cũng có ba sơn là Bính, Ngọ và Đinh. Thì sơn Ngọ chúng ta không xây rồi. Sơn Ngọ có tọa độ từ 172,5 độ đến 187,5 độ thì chúng ta không xây. Các sơn còn lại là sơn Bính và sơn Đinh thì chúng ta xây vào tháng 4 và tháng 6. Hướng tiếp theo là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam sẽ gồm ba sơn là Mùi, Khôn và Thân. Thì hướng Thân dần Thân tương xung bị phạm vào Thái Tuế là một, thứ hai là hướng Tuế phá chúng ta không xây rồi. Thân ta lại bỏ, không nên xây nhé. Còn các hướng khác như là gì? Hướng Mùi, sơn Mùi có tọa độ từ 202,5 độ đến 217,5 độ. Chúng ta xây vào tháng 5 và tháng 6. Sơn Khôn có tọa độ từ 217,5 độ đến 232,5 độ, ta xây vào tháng 5, tháng 6, tháng 11 và tháng 12. Đó là hướng Tây Nam. Hướng Tây ta sẽ xây vào tháng 2 và tháng 8 đúng không ạ? Riêng sơn Dậu thì chúng ta không không xây. Hướng Tây cũng gồm ba sơn này, Canh, Dậu và Tân đúng không? Nó có tọa độ từ 247,5 độ đến 292,5 độ. Đấy. Còn sơn Dậu thì chúng ta không xây nhá, nếu có tọa độ từ 262,5 độ đến 272,5 độ thì chúng ta sẽ không xây. Vị nhớ nhá, nó rơi vào 262,5 độ đến 277,5 độ thì ta sẽ không xây. Còn các sơn còn lại chúng ta xây vào tháng 2 và tháng 8. Hướng cuối cùng là hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc sẽ gồm ba sơn là Tuất, Càn và Hợi. Hướng Tây Bắc này nó có tọa độ từ 292,5 đến 337,5 độ. Sẽ gồm ba sơn Tuất, Càn và Hợi. Thì với sơn Tuất ta xây vào tháng 2, tháng 3, tháng 7, tháng 11 và tháng 12. Sơn Càn ta xây vào tháng 2, tháng 3, tháng 7, tháng 9, tháng 11 và tháng 12. Nếu mà quý vị đo thế ở sơn Hợi thì ta xây vào tháng 2, tháng 3, tháng 7, tháng 9 và tháng 12. Đấy, đấy là những tháng xây nhà cát lợi nhất trong năm 2022 nhâm dần. Còn với các hướng mà quý vị không thể chọn được, ví dụ như là hướng chính nam, hướng tây nam và xuân thân và hướng tây tây và xuân dậu, thì với những cái hướng bị phạm thì quý vị trong trường hợp phải xây, muốn xây thì xây như thế nào, thì quý vị liên hệ trực tiếp với số line của thầy Tuệ Khanh để được tư vấn, nhé. Chi tiết quý vị cũng thể muốn chọn thêm những cái ngày tốt, giờ tốt để chúng ta làm thì quý vị cũng liên hệ trực tiếp với thầy Tuệ Khanh để được tư vấn chi tiết hơn. Đấy. Và cái phong thủy ấy, là đây là chỉ là cái hướng chúng ta biết đúng không ạ? Còn những cái ngoại sát loan đầu các thứ đấy, long sinh bát sát mà chúng ta muốn biết được ấy thì cũng phải thầy phong thủy trực tiếp về khảo sát. Có thầy được về khảo sát thì chúng ta làm mọi việc sẽ hanh thông thuận lợi hơn. Vậy nên quý vị nếu có điều kiện thì quý vị hãy mời thầy về để được tư vấn kỹ hơn, mà các thầy phong thủy về để tư vấn kỹ hơn, chuẩn chỉ hơn. Đó. Đó là tổng hợp những cái hướng làm tốt và những cái tháng làm hướng nhà này, hướng nhà xây được này, và những cái tháng nào làm được vượng cái từng hướng một. Đấy. Cái nội dung tiếp theo là tôi sẽ chia sẻ cho quý vị là gì? Với những người sinh năm 1948 Mậu Tý thì ở nhà hướng nào thì là hợp đúng không ạ? Tức là chọn cái hướng cửa này, hướng cổng, hướng cửa, hướng ban thờ, hướng bếp, nhà vệ sinh, hố ga, đặt đông để được gì? May mắn. Thì những người sinh năm 1948 tuổi Mậu Tý có cung mệnh là cung Đoài thuộc Tây Tứ Trạch. Cái hướng nhà tốt ấy, hướng nhà tốt này, hướng cửa, hướng ban thờ, hướng phòng khách ấy, phòng ngủ ấy, ở hướng tốt nó là sẽ ở hướng dần. Dần thì sẽ được phúc đức, được quan quý, được phúc đức, được quan quý trong vòng phúc đức. Và nó có tọa độ từ 52,5 độ đến 67,5 độ. Đấy, nếu quý vị chọn được vào hướng dần này thì rất là tốt. Thứ hai, hướng bếp nó sẽ ở hướng đinh, đúng không? Đinh là rơi vào ngũ quỷ và khốc khấp, nó hướng chính nam. Phòng vệ sinh, hố ga thì nên chọn ở hướng nhâm, nhâm là thủy, là ở bắc, nó rơi vào hỏa hoạn, hỏa hại, ôn hoàng. Các cụ này nhà ta vẫn nói đúng không, vật cực tức phản đúng không, những cái xấu thì chúng ta để chỗ xấu, khi nó xấu quá không thể xấu hơn được nữa thì nó sẽ gì, vật cực tức phản, nó sẽ tốt, tốt cho gia chủ. Đấy, đấy là tôi chia sẻ cho quý vị là hướng nhà, hướng cửa, hướng ban thờ, hướng phòng khách, bếp đấy, và nhà vệ sinh ở những cái hướng nào rồi. Đấy. Tiếp theo là gì, quý vị muốn kích hoạt tài lộc thì quý vị có thể đặt một cái bình hoa to trong phòng khách và treo tranh chim hạc ở cái hướng hướng cát tinh, ví dụ như là cái hướng cát tinh đeo đến vị ở hướng cấn, hướng đông bắc này. Đấy, để được gì, được may mắn tài lộc. Và quý vị có thể đặt cái tháp văn xương ở cái vị trí tứ lục.
ở vị trí tự lực của gia đình để được gì, cầu cho cái việc học hành của những bé trong gia đình, của trẻ con trong gia đình được gì, tập trung, được may mắn, gặp nhiều may mắn và em tập trung hơn trong cái việc học tập. Hơn nữa là gì, nó kích cái tháp văn xương cũng tác dụng là kích hoạt cái công danh sự nghiệp của gia đình mình lên đấy, của những người trong gia đình, đặc biệt là những người nam mệnh sẽ được rất là tốt đấy. Thưa quý vị có thể đặt cái tháp văn xương ở vị trí này để kích hoạt. Thì ngoài ra trước cửa quý vị cũng nên treo một cái mai hoa phú quý để chiêu tài, chiêu tài lộc cho gia đình nhà mình. Đó, đó là toàn bộ nội dung về xây nhà tháng mấy và cái chọn hướng cửa, cổng hướng cửa kích hoạt tài lộc cho cái nhà của những người sinh năm 1948 là tuổi Mậu Tý. Như vậy là tôi đã chia sẻ xong 5 nội dung mà của xây nhà trong năm 2022 nhâm dần của những người sinh năm 1948 tuổi Mậu Tý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận những video mới nhất tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.